Là mẫu két sắt mà IFE bao xịn nhất, có đủ màu sắc, màu trắng, màu xanh và màu đỏ, và phong thủy là chất lượng. Điều khiển thì bằng vân tay điện tử và thép đúc nguyên tấm, có thể mở bằng số hoặc là mở bằng vân tay, rất là tiện. Đó, hoàn toàn tự động. Đấy, nội thất thì được bọc da cao cấp. Đó, đây là màu trắng sữa nhé, còn đây là màu xanh, xanh blue. Đấy, siêu đẹp luôn. Toàn bộ là điều khiển bằng cảm biến vân tay và điện tử, rất là hiện đại. Có đủ các cái kích cỡ như là cao 1 mét này, 1,5 mét này, rồi là 80 phân, 70 phân, dùng cho gia đình và văn phòng, rất là xịn. Đó, như cái mẫu này là cao 1,5 mét đấy ạ, rất là xịn luôn. Đấy, có cả cái khay đồng hồ bên trên luôn. Nội thất thì hoàn toàn là màu trắng, được bọc da cao cấp. Siêu đẹp luôn. Có đủ các màu sắc để các bạn lựa chọn.